Em có xe Kia K3 cần bọc lại ghế. Hiện tại nội thất đang là màu đen. Chị tư vấn giúp em với và những chất liệu nào thì phù hợp. Như dòng xe Kia K3 thì là phân khúc tầm trung chạy gia đình. Anh sử dụng chất liệu là về chất liệu gia công nghiệp là phù hợp. Thì độ bền của nó hơn 6 năm. Bên em bảo hành cho khách là 3 năm. Và dòng này thì giá nó rẻ thôi. Đấy. Và hai nữa là về cái màu sắc là màu đen thì anh có thể phối những cái tông màu nó càng sặc sỡ thì nó càng nổi trên cái màu đen, và màu đen nó làm dịu đi những cái tông màu sáng đi thì nó sẽ là hài hòa và nó hợp nhất. Ví dụ như là phối hai giữa hai màu da thì màu đen phối những cái màu như là nâu da bò này, nâu cà phê này, rồi màu cam, màu đỏ, màu trắng, màu kem, màu đỏ đô, rồi màu vàng đều hợp. Còn nếu mà làm trường hợp làm một màu có thể phối màu đen, phối viền cho nó và chạy những cái đường chỉ nổi lên, ví dụ đen chỉ đỏ, đen chỉ nâu da bò, đen chỉ kem, đen chỉ trắng đều hợp anh nhé.